Ok, hello anh em. Hôm nay tối thứ bảy rồi, mai được nghỉ. Thì cũng kiếm kiếm coi có game nào mới chơi không. Thì hôm nay là tôi lướt trên mạng nhìn thấy hai cái demo game. Đầu tiên là một con game thể loại xây dựng. Và game này đây. Thì nó mới ra mắt demo gần đây. Tôi cũng nhận được cái email thông báo. Thì để tôi quyết định trong ngày cái luôn. Đây là ngày chính của tôi. Thì game này mới có lịch ra mắt vào quý 3 đầu năm 2023 thôi. Và bây giờ đã gần tới quý 3 rồi. Vẫn chưa thấy thông tin gì mới hả? Nhưng hiện tại thì họ cũng đã có cái demo này. Thì chúng ta thử qua cái demo nha. Thì đây là một con số follow rất là cao luôn. Đây là cái dev chính của game. Rồi UI ok game. Thì nhờ phân phối. Well, ok game này là cái tên mới. Thì tôi chưa thấy có thông tin gì hết. Họ chỉ phát hành cái con game đầu tiên này thôi. Còn đây là cái trang mà phân phối của họ cộng tác chứ mà. Gọi là Future Game đó. Để tôi bắt cái nhạc nền thì nghe cho nó đỡ buồn. Đây họ có một số con game. Ở dưới này họ có khoảng là 4 game. Thì con nô này, hai bản này là hai bản giới thiệu thôi, nên họ chỉ có 4 con game ở phía trên đã ra mắt. Chỉ là hai ba con đang trong thời gian chuẩn bị ra mắt. Con đờ lóc này đánh giá mới xịt này, cũng khá buồn, giá cũng rẻ nên chỉ có 2 đô thôi. Festival tay con nữa, đây chắc một con game mà dạng xây dựng với quản lý tài nguyên nè. Thì ISO game thành công nhất của họ, mấy con kia thì lác đác, cái số mà follow đánh giá là cũng khoảng dưới 500 thôi, riêng con này tới 3.000 lận, gấp 10 lần mấy anh trên luôn, gấp 10 20 lần luôn. Combo nữa là mô được gần ngàn đánh giá. Thì game này họ cũng đã lâu rồi không biết đánh nữa. Một con game thể loại là phiêu lưu khám phá thôi. Thì bây giờ là họ có một con đang hai con đang chờ trong dự án ra mắt. Là một con game xây dựng, hiện tại có bản demo rồi. Anh em đợi tôi tải bản demo trong lúc tẩm nhẩm nha. Không biết cái bản demo này dung lượng là bao nhiêu nữa. Tôi sẽ cài qua cái ổ SSD đó. Thì hồi chiều thì chơi game bị gắt thì tôi cũng điều tra nghiên cứu hết rồi. Tôi nghĩ cái nguyên nhân đầu tiên của nó là GTSS. Là thằng Viba Tunnel Static Server nè. Thì thằng này là nó sẽ hiện FPS. Anh em nào dùng MIS Turbo á thì sẽ biết tới cái hiện FPS, mà hiện cái FPS của thằng này. Thì nguyên nhân thứ nhất là do thằng này. Nguyên nhân thứ hai là vô cái bộ codec để nén video, thì tôi cũng thay cái bộ codec khác luôn rồi. Thì chưa đây, lúc trước là tôi xài cái bộ codec mà kia, bây giờ tôi xài chuyển qua AMD Snapdragon 265. Thì cái bộ kia cũng là của AMD luôn, nhưng mà nó tương đối là bị gắt với xung đột với bản Win 11 á. Thì đây là con game mà sẽ thể loại xây dựng, thì tải gần xong rồi, anh em đợi tí. Trong lúc đó chúng ta coi cái con game sắp ra mắt của họ là con này nữa. Cũng là con game review trong năm 2023 luôn. Thì game này tương đối ít lượt follow. Cũng cao đó nhưng mà so với con game này thì nó ít hơn thôi. Chứ không phải là nó ít nha. Trên 1.000 là tôi thấy là rất thành công rồi đó. Con này như tôi đọc Deathlord rồi hay gì đó. Nhìn cái giao diện nó quen dữ lắm. Nhất là kiểu tạo mặt nước với nhà nè. Thì đây là một con game hành động phiêu lưu khám phá. Coi thử cái Zalo coi. Thì đồ họa nó tương đối dễ thương tí thôi. Cái bối cảnh thì rất là đẹp đó. Tuy là không có chi tiết cho lắm. Thì đang hot gần đây là con game Zelda. Anh em chắc cũng biết con Zelda đó rồi mà. Thì đồ họa con này thì tôi thấy cũng phong cách Zelda đó. Nhưng mà nó đẹp hơn tí xíu. Giờ nó phối cảnh hài hòa hơn nè. Chứ nó chi tiết hơn. Thì cũng không thể trách được. Tại Nintendo Switch nó bây giờ 7 năm tuổi rồi. Mình không thể nhồi nhét rất là nhiều cái vật thể vô cùng lúc như thế này được. Con này nó làm hơi hướng phiêu lưu khám phá, tôi chưa thấy yếu tố hành động luôn á.
thì sẽ ra mắt trong 2023. Tôi cũng wishlist nữa đi, mặc dù con game này chưa thấy quá ấn tượng ngoài cái phong cách đồ họa. Để tôi sẽ thử YouTube rồi. Sao nó ra cái UE Deplot hả? Đây 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 đây. Thì lúc trước là đúng là tôi đã có xem cái video Deplot của thanh niên này rồi. Hèn gì có phong cách đồ họa tôi thấy rất quen luôn. Thì anh em coi cái vạch đỏ dưới đây tôi đã coi rồi đó. Hi, Thì I'm cái thời làm Ryan, game á. and I'm making an open world indie game inspired by games like I've released Đó nha. and Peaceful, Đầu Thief. tiên là thanh niên đó làm cái mặt cỏ rồi, xong rồi dựng Developing rất for nhiều years thứ on anh ạ. mobile, Bắt I hướng find chuyển it động super rồi bắt hướng satisfying camera rồi đầy using đủ hết. actual prototypes, impressive terrain building. Đây là cái hành động bắt What I'm camera showing nè, is this bằng cách red giả lập một capsule dân dân ảo floating phía sau around. lưng. You can see the character Một goes cái code khá là smoothly hay luôn lags behind the player like this and make things on the top of the rock. á. Thì sang phần Another này anh ấy of hướng dẫn về shadows. làm cái mà mặt nước. I added some particle effects to create the illusion. Ủa đâu rồi? Sao nhảy qua này? Hi, I'm Ryan, and I'm making an open world indie game inspired by Không games phải like con game Final đó, mà là con Fantasy, game này. Legend of Zelda, and A Short Hike. Welcome Nhưng to mà my Death demo. Note nó gây ra cái đầu tiên. Khá là buồn cười. Thì game này phong cách đồ họa nó thì cũng na ná nãy thôi. Hơi tệ hơn tí. Thì nó kiểu hoài cổ hơn. Thì con game này sẽ ra mắt vào tháng 10. Thì tới đó chờ đợi đó. Rồi bây giờ tải xong rồi. Thì vô thử game ha. Tôi chưa coi được phần hướng dẫn nè, để chuyển màn hình quá. Đây. Thì để thoát ra vô lại cái coi nó có còn mở màn hình bên đây không. Chết tin cái đã. Thì nghe PS luôn. Thì tiếng nhạc ban đầu cũng ấn tượng đó, cũng tạo được cái điểm nhấn. Đây là hình ảnh em gái xuống nhìn cái thành phố à. Cứ tiếc là nó chỉ hiển thị màn hình đây thôi, nó không có qua đây rồi, nên cái độ phân giải là bị cố định ở mức này luôn. Audio tôi sẽ để nó nhỏ xuống một tí. Nhạc rất là hay nha. Thì đây là một game sinh tồn xây dựng, thì tôi thấy thành phố này có khi chúng ta xây dựng thành phố vậy, cứ đẩy độ phân giải lên được cao hơn thôi. Bây giờ nó chỉ giới hạn ở một cái màn hình bên kia thôi, nên muốn cao hơn cũng khá là khó. Tiếng nhạc vẫn hơi cao rồi, để giảm tí xíu nữa. Thì lên coi thử lại con game này nha. Nãy chưa đọc thông tin chứ chưa có xem trailer của nó. Bây giờ lẩm nhẩm nhiều quá. Đây. Thì chủ yếu là xây dựng mở rộng khu định cư của Nhật Bản ở trên một vùng núi cao. Giống cao nguyên Tây Tạng quá. Thì chủ yếu mình quản lý là sản xuất cái tài nguyên đó thôi. Liệu bạn có đủ kỹ năng không? Không đủ thì xưa qua. Có chế độ game có dễ không? Đồ họa ổn nha. Đúng là xây trên núi thiệt luôn nè. Thì tôi ở gần rồi, bây giờ lên núi là chưa biết. Sơn tinh lên thủy tinh rồi. Xây dựng thì luôn luôn là xây đường đi. Có ruộng nông nghiệp. Cái này gọi là ruộng bậc thang được không ta? Có nhiều cái chuông như là cái đền kìa. Cái mà cái kiểu kiến trúc này thấy đậm nét châu Á mình hơn á. Rồi tiết lở banh mẹ trên này. Nhạc hay, nhạc rất ấn tượng luôn. Có cái tường thành bao quanh kìa. Một phong cách rất là châu Á luôn. Có tượng vẽ lên tường nè. Như mấy cái hình Hokage vậy ha. Thì con này tôi mới nhận mail được. Cái email là có bản demo đó thôi, chứ giờ là chưa nắm thông tin gì cả. Có trời mưa luôn. Hồi nãy có tiết lở, giờ có trời mưa. Rồi có tiết rơi luôn nè.
cái nhạc khá là chill đó. Đây là kiểu gồng gọc như là kiểu vận chuyển lên xuống vậy. Thì giống mấy cái mà cáp treo của mình đó, một cái tòa thành rất là nguy nga nha, đậm chất châu Á Á Đông luôn nè. Ok, bây giờ đây có một video 1 phút nói về phe cái sau cái đồ họa nè. Đồ họa này render chắc là được gì là cũng dữ lắm á. Rồi toàn hết này, laser ra tên game có ý nghĩa gì không ta? Cái này thì vô gameplay rồi, tí nữa chơi biết thôi. Vương quốc đỉnh cao. Giống hội bàn trên mà trong John Wick đó hả? Còn số ảnh đồ họa nó vô game. Xây nhà trên núi. Bên này thì rất là xanh, bên đây rất là vàng. Có mưa, có tuyết lở. Không có hạn hán trên núi mà. Rồi đồ họa này sâu ra rất là đẹp. Rồi vô game thôi. Nó game có gì lót đâu. Đó, cái hình này nãy họ dùng làm cái loading thì FPS dao động quanh khoảng 100% nên chắc tự ẩn FPS đi. Ồ, cái hướng dẫn mà nó dạy bao nhiêu cái nút đây đó. Thì đầu tiên là chuột chữa đi cuộn, nút A D để di chuyển. Rồi ok. Xây một cái chợ ở đây. Rồi ok. Thì cái này là tín hiệu là chưa có đường nên chúng ta sẽ phải xây đường cho nó. Xây đường bên đây, có phím tắt gì không ta? Sao con chuột tôi nó không có hiện? Rồi ok, xong phần đường, kéo vào luôn. Xây đường trong này hình như là không tốn tài nguyên gì hết. Mình đi xây thoải mái luôn. Dọn cái phạt khu rừng luôn. Thì có thể xóa cái đường bằng cái công cụ demo này. Rồi, ok. Thì bạn cần phải có 32 cư dân để mà vô cái chợ này. Thì bắt đầu bắt vô cái người. Cái này dạng chắc là nhà quá. Ôi, đồ họa cũng đẹp nha. Dòm lên thấy mới rõ đẹp lắm. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Thì mỗi cái là 4, mình gần 32 là gần phải xây 8 cái. Thì bây giờ chưa có đường, chúng ta sẽ xây đường cho nó. Rồi ok. Làm cái bên đây đi, có khi tí nữa mở gặp không được ở dưới này. Vậy là chỗ này là không xây đường đó. Rồi ok. Ngoài đây thì cái mandala là cái gì đó này à, nó giống như cái sân vận động nhé. Này không có xây được hết đó. Q, E không được, EG cũng không được. Vậy là mình không có khả năng xây xây dòng đó. Mình nghĩ xây đây đi. Rồi sau này mình quốc thêm mấy cái nhà đây nữa. Rồi ok đẹp rồi đó. Chúng ta có 36 dân lít vào một cái nhà. Thì sẽ thấy những cái thông tin này dưới đây. Thì muốn nâng cấp thì sẽ cần phải có đầy đủ mấy cái này. Là mấy cái khu giải trí nè. Dạng như sân vận động này nè. Và 4 cái lương thực, 3 cái lương thực. Rồi tắt cái menu nhà. Ok. Xây một cái chuồng gà, cái trang trại gà đây à, trứng xây 2 cái luôn được không? Được mà không có đường, nói đường chưa nhá. Rồi ok, thì chuyển cho cái chuồng gà này nó di chuyển hàng vô cái chợ của mình. Xem, bấm đi chợ, bấm xem, bấm chợ. Anh em bấm vô cái chuồng gà là nghe tiếng gà kêu rất là chân thực luôn nha. Rồi tiếp xây một cái sữa và chuyển cái bánh mì về đó thì bắt đầu sản xuất bánh mì rồi. Mày tắt đi,
thịt bột mì ở đây. Cái này còn thiết phải xa khu dân cư không ta? Rồi bây giờ mình chuyển nó vô đây. Ok. Rồi cái này chuyển vô chợ. Phải không? Nó hiện ra cái hình bột mì là cái gì nè. Thiếu cái giác là con bò hả? Rồi ok, bây giờ mình thiếu cái mà bò nè. Thì bò lấy ở đâu mà gửi? Thì cần phải là có một con bò đơn giản để ấp ra. Khoan khoan khoan, cứ từ nhé, em đợi tí. Đây đâu rồi? Bây giờ nhấp vô đây, xây cái chuồng bò. Cái nhà đâu ta? Ở đây nè, đây nè. Chuồng bò thì phải xa khu dân cư tới đây. Đây được rồi. Rồi đây mình đã có một vài con bò, thì cái nhà này vô 4 bò thì cái nhà này vô 4 người, mình nâng cấp được cái nhà nè. Bây giờ nâng cấp 8 nhà lên, 3 với 2 đây 8. Nâng luôn bên đây đi chứ không để bỏ. Rồi bây giờ nhà lên bậc 2 thì nó được cái gì hơn không? Đây cái cò nó nhiều hơn. Bây giờ mình cần một cái thực với mà một cái này tốt lắm. Bây giờ mình bắt cái cầu qua khu vực mới được rồi nè. Đây cái cầu, cầu treo vậy, cái bên phải này là cái cầu đứng này đó, chắc nói lên trên này á. Nói qua đây bắt cái đường qua. Rồi nói qua cái đường cầu qua rồi. Bây giờ phải có một cái chợ tương tự bên đây nữa. Sao bên đây méo méo vậy sao các bạn? Từ cái này đi qua lên ô. Tôi nghĩ chợ xây dưới đây. Gì là ngay ô 1 2 3 4. Ngay chưa ta? Tôi cảm giác nó hơi lệch lệch. Đây. Rồi bắt đường quá là thiệt đây, lũ đáng đó. Ừ không không ngay qua đây luôn để chúng ta có một cái gọi là quận thứ hai. Bây giờ thì xây cái tiết này giống cái nhà mà thủ công á, gọi là mấy cái nghệ nhân sản xuất nhà thủ công á. Đây đó. Nếu xây ở ngoài này nữa thì không có đường rồi sao? Đó, nó không có đường rồi. Mình phải nói thêm cái đường. Về 4 cái nữa. Bây giờ phải nâng mấy nhà lên DM2. Nâng lên DM2 mà mình có lúa. Cần cái đồ ăn. Nhưng mà những cái chuyên nguyên liệu cần thiết để nâng cấp thôi. Là cái này đó, là cái này gọi là cái bồn tắm hơi quá. Đây cái bồn tắm nè, tắm sát bên chợ không ta? Đây đi, à nó sẽ lan theo cái con đường nè. Mình xây gần càng cần cái con đường thì nó sẽ lan ra xa hơn, nên tôi sẽ nói đường trước cái đó. Có đường rồi, đầu xây cũng không tắm 1 2 ô 3 ô rồi, cái đây được rồi.
Thì bây giờ cái nhà này nó chỉ còn thiếu thực nữa, thiếu lương thực. Đây là cái nhà sản xuất phô mai. Thì cái giác sắt này là gì đó? Khu công nghiệp chắc xây bên đây đi. Đây bên tải này. Đây. Thì cái nhà này, khoan khoan, cái nhà này là cần năm sữa. Thì cái nhà này nó sản xuất ra mà vải với sữa thì chuyển sữa lên đây, rồi sữa có phô mai chuyển vô chợ, rồi ok. Thì còn lại cái lông mình dùng được làm gì ta? Cái này là cái lông nè. Dùng phòng tắm có rồi luôn. Bên đây xây cái khu sân chơi cho dân không ta? Xây đại đây, mất gì đâu. Tốn công nhân thôi. Cái này là gì? Thì cái này là không có chức năng gì hết trong cái bản demo này. Cái này cũng vậy luôn. Thì cái này cũng vậy luôn. Cái này móc là dán cái điểm tín ngưỡng của mình đó. Thì cái điểm này là nông dân nè, cái điểm này nghệ nhân nè, tín ngưỡng là cái này là bò. Bò này giống bò Tây Tạng. Và cái lông này chuyển thẳng đây luôn được không? Không được. Giờ mình có trứng. Bên này thì nó thiếu cái gì nữa đâu ta? Thiếu trứng, thiếu trứng. T-Samba là cái gì? Bây giờ đồ ăn trứng đây. T-Samba là dạng như lúa mì á. Xây cái chuồng gà. Gần bên đây quá không ta? Đây đây. Hai cái luôn. Anh em nào sắp thi đại học thì lại đây cho vài cái trứng nè. Gọi là khích lệ tinh thần. Cách một ô ra, cách một ô đây đây. Mình phải xây thêm cái chuồng bò nữa. Cái chuồng bò xây đây đúng không? Ồ, ghép hai cái lại thì nó thành hai cái chuồng bò luôn nè. Đây, ok, đẹp rồi đó. Thì cái này là nó sản xuất ra bột mì, trứng. Trứng do thẳng như chợ. Cái này xây hơi xa chợ rồi không, cái bột mì này còn cái nhà gì nữa. Đây, cái nhà này. Ủa, cái nhà ở đây nè. Ba ba sáu nghĩa là sáu ra đây thì có thể là xây được năm cái vùng lúa này luôn phải không ta? 6 x 6 công nhân này không biết là xây nhiều nó có nhanh hơn không, tại cái này nó sản xuất ra là ba ra ba lúa mì, ba lúa mì đấy, đây là 6 lúa mì rồi. Ok thì bây giờ nâng 8 cái nhà lên qua 2 đã. Rồi, cuộc sống vũ phê chưa? Sung túc chưa? Giàu có chưa? Đóng thuế nè. Đó, bây giờ thì mình mới đầu xây lên trên được rồi đó. Tôi nghĩ là bắt cái đường này lên. Ngay cái trục dơ không chính luôn không ta? Trời đây, nó nằm giữa hai cái mà quận của mình. Ô, cái hướng dẫn này nó chụp từ cái hình... Ủa không? Giống giống thôi chứ tôi tưởng đâu chụp cái khúc vuông này với cái đường này đấy. Nếu làm được gì thì hay lắm đó. Bây giờ cái vùng núi thì sẽ có mật ong ấy vậy. Rồi, mật ong. Xem sao.
Phần giữa núi thì sẽ năm mật ong, còn đỉnh núi thì chỉ có hai mật ong thôi, còn chân núi cũng với hai thôi, nên sao biết cái vùng nào ở giữa. Chủ giữa tôi là cái gì đó, nó cứ nhảy tưng tưng nè. Này là gì? Cái này mỏ đồng đó hả? Còn cái này muối. Mình phải nghiên cứu nữa. Trên này chỉ có đá thôi. Bấm đây, bấm vô cái nhà mật ong. Ủa sao nãy tôi bấm nó ra cái chấm à? Đường này đi thẳng lên. Đây. Cái mật ong này nó chuyển được gì đâu. Thì sẽ xây một cái mà nhà kho để chứa mật ong. Nếu như nhà kho thì tôi nghĩ nó xây gần cái trục đường chính này để dễ vận chuyển hơn. Hai nhà kho đây. Giờ mình sẽ gửi mật ong vào vô đây. Vào năm. Giờ năm Kagi này là cái gì? Kagi này là kiểu như người làm, người mà bốc vác như tôi đó, thì mình sẽ cần phải bấm vô cái chợ. Rồi chọn chọn sao? Cái ghi là có thể tiện dụng tại cái nhà này. Warehouse có thể sử dụng để chứa cái nguyên liệu ở khoảng cách xa. Warehouse thì không có giới hạn khoảng cách. Họ sử dụng mấy cái người này để di chuyển. Gelter bằng cách lít vào dấu cộng. Bấm vô cộng vô đâu. Thế tôi làm thêm một con đường ở đây cho nó tiện lên xuống luôn. Để đi có hai cái đường đi cho nó có lựa chọn. Đó. Xây thêm cái nhà mật ong đó. Tôi nghĩ là mật ong cần rất nhiều. Mình phải bấm vô cái nhà mới ca ghi được. 1, 2, 3, 4, 5. 5 là vừa đủ 5 luôn. Mình tương tự cái nhà này cũng vậy luôn. 1, 2, 4, 5. Ủa không, sao bên đây là cái quãng đường nó xa hơn nên cái hiệu quả nó tệ hơn cái gì? 4 rưỡi đây. Thì mình còn 35 mà dân đen rồi lắm. Đây nè. Rồi. Bây giờ bắt đầu đào mấy cái độc. Đây, xây cái trạm đào. Xây sao? Ô. Bên đây cũng là một mỏ luôn. Đây, rồi bắt đường cho nó. Đồ đẹp quá ha, nhìn nó rất chi tiết nè. Rất tiếc là tôi không thể chỉnh nó lên được 4K. 2K cũng được á, chỉnh lên 2K nhìn nó đẹp hơn nhiều.